Giọt mưa mưa ngâu úp non trên cành thành lá biếng. Giọt mưa ngâu tròn xoe chiếc ô trên đầu. Ngày xưa đôi ta quen nhau, chiếc ô xoe tròn là bóng lá, mong sao mưa thật lâu để cho đôi lứa bên nhau. Ngày nay đôi ta xa nhau, vắng anh em nhìn từng góc phố, từng đôi đường bên nhau tròn xoe chiếc ô trên đầu. Đang đi thì trời đổ cơn mưa, sáng sớm ra đã là mưa. À, hôm nay là 28 tháng 6 âm lịch, chỉ còn có một ngày nữa là sang tháng 7 rồi. Như vậy thì trời đổ mưa ngâu là đúng rồi, nhưng mà mưa vào thời điểm sáng sớm như thế này. Chứ mình vừa mới đi qua công viên tình yêu, cũng chả có đôi uyên ương nào mà tròn xoe chiếc ô trên đầu đâu. Muốn mà tròn xoe chiếc ô trên đầu thì phải chuẩn bị sẵn một ít tiền để mà nộp phạt. Đang dịch bệnh căng thẳng, ai mà ra đường mà lại còn cặp kè bên nhau nữa. Xin chào tất cả mọi người, đây là ngã tư đèn bốn ngọn của thành phố Long Xuyên vào lúc 6 giờ 12 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng đi dạo với mình trong vòng khoảng 10 phút vòng quanh thành phố Long Xuyên vào buổi sáng trong những ngày đại dịch căng thẳng.